Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Thì mình là Ngô Hoàng Đạo, mã số sinh viên của mình là CUV020HP29. Thì hiện tại mình đang học ở trường Đại học EDX. Thì cái video lần này của mình sẽ là giới thiệu cho các bạn, cũng như là giới thiệu và làm một cái bài tập về bộ môn kế toán. Thì ở đây có một cái bảng gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 3, 6, 13, 13 cái danh mục, tương đương 13 cái tài khoản. Và sau trong đó chúng ta có những cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, và cuối cùng chúng ta sẽ phải làm những yêu cầu là bảng cân đối kế toán những cái dạng này sau. Thì ở đây mình đã để một cái đoạn đầu kỳ ở đây rồi. Và đây là một cái bản giờ lưu chuyển tiền tệ để xem là cái dòng tiền nó sẽ chảy như thế nào nhé. Đầu tiên, mình đã để tên bài tập, để tên yêu cầu ở đây rồi. Thì đầu tiên, xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng thanh toán 1/2 giá trị bằng chuyển khoản thì giá vốn là 30%, 130.000. Và giá bán có cả thuế giá trị gia tăng 10% là 330.000. Thì đầu tiên, xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng thanh toán. Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng thanh toán 1/2 giá trị bằng chuyển khoản với giá vốn là 330.000. Vậy thì giá vốn ở đây là 632. Và giá vốn giả 330.000 là giảm. Giảm bên cột chi phí, giá vốn thuộc cột chi phí. Vì vậy giá vốn ở đây là nợ. Giá vốn ở đây là nợ. Tiếp theo, mình xuất kho thành phẩm là kho trong kho, cái sản phẩm ở trong kho là của mình. Vì vậy tài khoản 155 này, tài khoản chứa thành phẩm, nó sẽ giảm đi 130.000. Hai cái này sẽ giống nhau nhé. Đấy. Thứ hai, đó là giá bán có cả thuế giá trị gia tăng là 10% là 330.000. Thì giá bán có cả thuế ở đây thì có phải là trong 330.000 này có cả thuế 10%, 10% của 330 là 30.000. Vì vậy là doanh thu bán cái thành phẩm này có chỉ có 300.000 thôi. Còn lại 30.000 kia nó là thuế giá trị gia tăng. Vì vậy doanh thu 511 300.000, thuế giá trị gia tăng phải nộp là 30.000. Thuế giá trị gia tăng ở bên cột vốn chủ sở hữu. Vì vậy ở đây nợ ở đây nó sẽ làm giảm đi cái vốn chủ sở hữu. Vì cái khoản này thì mình phải đóng cho ấy, mình phải đóng cho nhà nước. Thì giá trị gia tăng khách hàng thanh toán 1/2 giá trị, vì vậy bằng chuyển khoản, vì vậy 112 tăng. 112 là tài khoản chuyển khoản, tăng thì nó sẽ là nợ đây, tăng này. Và khách hàng còn nợ chúng ta, còn nợ chúng ta một khoản tiền là 650.000 nữa, để ở đây đó. 131 là tài khoản khách phải thu của khách hàng. Đây chúng ta có thể tính này.
306 33 cộng có ok. Thứ hai, mua nguyên vật liệu nhập kho trừ vào số tiền đã trả trước bán theo. Hóa đơn đã có cả thuế giá trị gia tăng rồi, đây là mình mua nhé, mình mua nguyên lập vật liệu nhé, trên này là khách hàng, mình bán cho khách hàng và tính cả thuế giá trị gia tăng. Ở đây ở dưới này là mình mua và có cả thuế giá trị gia tăng nhé, chỗ này nó khá là đặc biệt nhé. Đây chắc là phải có này, quên mất. Nào, mua nguyên vật liệu lập nhập kho vào số tiền đã trả trước cho người bán theo giá có cả thuế giá trị gia tăng là 220.000. Vậy ở đây có phải là một cái khoản thuế giá trị gia tăng mình mua, đây là mình mua hàng nhé, thì cái thuế giá trị gia tăng là giá trị gia tăng đầu vào, và giá trị gia tăng đầu vào này là cái khoản mà mình coi như là nếu mà mình chưa bán được sản phẩm thì mình vẫn đang 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 mất tiền thêm cái thuế giá trị gia tăng. Chỉ khi là mình thứ nhất là mình chuyển cái nguyên vật liệu này này chuyển sang thành thành phẩm và bán đi, thì lúc đấy chúng ta mới thu hồi lại được cái thuế giá trị gia tăng ban đầu mà chúng ta đã mua nguyên vật liệu. Hiện tại vẫn chưa mua, đây là chỉ mua nguyên vật liệu và đẩy vào vào kho. Vậy nên là thứ nhất này, mua mua nguyên vật liệu thì số tiền nguyên vật liệu tăng là 152, nợ 200.000. Ok chưa? Thứ hai, 331. 331 ở đây là gì? Đã trả trước cho người bán theo giá hóa đơn. Vậy đây là chúng ta đã trả trước cho người bán rồi. À, chúng ta đã người bán nợ chúng ta một khoản này và chúng ta dùng gắn nợ, người ta gọi là gắn nợ sang thành nguyên vật liệu. Vậy chúng ta mua cái đoạn này thì có phải là chúng có phải là người bán lợi chúng ta ít hơn không, đúng không? Người bán đã lợi chúng ta ít đi một khoản 220.000 đấy. Và chỗ này là thuế giá trị gia tăng chúng ta phải, chỗ này có thể là được được khấu hao 133, thuế giá trị gia tăng được khấu hao, có nghĩa là một cái loại thế khi mà mình bán một sản phẩm ấy thì cái thuế cái giá trị gia tăng này là đầu ra thì nó sẽ được trừ đi. Vậy đây là 20.000 nhé. Ô, không kéo xuống đây nhỉ. Tính ra tiền lương phải trả bộ phận bán hàng là 35.000. Đây đây. Này, mua nguyên vật liệu nhập kho trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán. Làm tăng vốn chủ sở hữu.
Đây, tính ra tiền lương phải trả bộ phận bán hàng 35.000. Tiền lương bộ phận bán hàng này 35.000 này là 16641 nợ, 642 nợ bộ phận quản lý doanh nghiệp 642, và chúng ta thanh toán bằng tiền mặt thì 111 nó sẽ là có. Thanh toán cho người bán hàng tiền vay ngắn hạn 95.000. Thanh toán cho người bán hàng tiền vay ngắn hạn là 95.000. Đây, chúng ta thanh toán thì giờ chúng ta dùng tiền thanh toán. Vậy thì tiền giảm 111 là tiền mặt có 95.000. Và chúng ta đã còn nợ nhà bán hàng một cái khoản nhỏ đi, thấp đi. Vì vậy cái điều này nó làm tăng vốn chủ, là làm tăng vốn chủ sở hữu lên. Đây là sẽ là nợ. Giảm nợ mà. Đúng không? Đây là giảm nợ mà. Mưa. Tiếp theo là nhận đặt cọc của khách hàng. Nhận đặt cọc vậy thì là tiền có phải không? Khách hàng đặt cọc chúng ta 100.000. Ôi. Và gửi ngân hàng. Vậy thì là tài khoản gửi ngân hàng tăng 100.000. Và đây, nhận đặt cọc coi như nó là một khoản nợ chúng ta nợ khách hàng. Vậy là có 100.000. Thứ sáu, khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền hàng người bán ghi trước. Vậy thì ở đây khách hàng thanh toán thì có phải là 110.000 đúng không? Khách toán bằng tiền mặt nhé. Tiền mặt vậy thì tiền mặt chúng ta tăng 110.000. Nhưng bao gồm ở đây là cả thuế VAT 10%. Vậy thì thuế VAT chúng ta phải nộp tăng 10%. Là 10% của 110 là 10.000. Đây. Có này. Ok. 331131. Tiền mặt 131 là phải thu của khách hàng. Phải thu của khách hàng giảm. Bảy, chiết khấu hao tài sản cố định là 25.000. Trong đó dùng bán hàng 12.000, còn lại là các bộ phận quản lý doanh nghiệp. Có 112 là tài khoản một một hai dùng ba. Đây, khấu hao tài sản dùng cho bán hàng là 12.000 này. Các bộ phận quản lý doanh nghiệp là 13.000 này, đúng không? Khấu hao tài sản là 21211 với đúng. Mình nhầm nhé. Khấu hao tài sản là 211. Ok. Nhập kho hàng hóa theo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% là 440.000, chi phí vận chuyển là 20.000, thanh toán 50% tiền mặt. Vì vậy 155 nhập kho hàng hóa 440.000. Vậy thì kho hàng hóa ở đây chỉ có giá 400, hàng hóa vốn nó có giá chỉ có 400.000 thôi, thì có phải đây là giá vốn không? Chỉ có 400.000 thôi, cộng với cả VAT nữa, cộng thêm 10%, có nghĩa là 400 là 40, 10% của 440 là 40.000. Vậy thuế VAT chúng ta phải đóng là
chỗ này là 40.000 nhá. Chi phí vận chuyển đến kho là 20.000 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vậy thì nếu cộng cả thuế giá trị gia tăng của chi phí vận chuyển 10% của 20.000 thì là 2.000. Vì vậy ở đây 40 cộng 2 có phải là 42.000 không? Chính xác rồi nhá. 811 20.000. Đây là chi phí vận chuyển. Vậy chi phí vận chuyển là bên chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu mà chi cột chi phí làm giảm đi giá trị của vốn chủ sở hữu. Vì vậy nó ở bên cột nợ. Và chúng ta phải thanh toán bằng tiền mặt 50% thì tài khoản tiền mặt là 111 có 231.000 và chúng ta còn nợ coi như là nợ người bán đi một khoản mua à, nợ người, một khoản thanh phải thanh toán là 231.000. Khoản này là khoản nợ bên ở bên và cột 4 chủ sở hữu. Khoản vay là làm giảm đi vốn chủ sở hữu về nó ở bên cột nợ. Ok. Giá hàng hóa có 4 là 90.000 này, giá thuế VAT 10% 550.000. Khách hàng chỉ thanh toán. Vậy thì ở đây bán hàng hóa giá vốn là 90.000. Vậy thì giá vốn ở đây là 632. Chúng ta đã bán rồi 90.000. Vậy cột ở đây là cột chi phí. Giá vốn ở đây ở thuộc cột chi phí làm giảm đi vốn chủ sở hữu. Vì vậy nó cột nợ 90.000. Giá bán cả thuế giá trị gia tăng là 10% là 550.000. Vậy thì bán nếu mà không có thuế gọi là giá gốc nó chỉ là 500.000 thôi. 500.000. Doanh thu chúng ta thu được chính xác nó chỉ là 500.000 thôi. Còn một cái khoản 50.000 chúng ta giá trị vốn VAT thì cái khoản này nó sẽ vào cái tài khoản VAT chúng ta phải nộp cho nhà nước. Và khách hàng chưa thanh toán, vì vậy nó sẽ là một cái khoản phải thu của khách hàng 131 nợ tăng phải thu của khách hàng tăng làm tăng vốn làm tăng tài sản thì nó sẽ ở cột nó ở cột tài sản mà nó làm tăng tài sản vậy nó ở bên nợ. Đồng thời hàng hóa bên tài sản có cột hàng hóa. Vậy là làm mình bán đi hàng hóa giảm. Vậy là có 90.000. Tính thuế. Cái này thì mình sẽ điền hết các thứ cái này vào một cái bản và có tài chính hoàn chỉnh. Rồi lúc đấy mình sẽ làm bài 10. 155 155 có 130.000. Năm một một có 511. Insert. Một một hai nợ. Sáu ba hai nợ. Thêm một cột 632 nữa.
31 có. Ba 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 có. Thêm cột ba ba ba. Chết rồi. Từ để mình soát lại nha. Ngạo. Ồ, chắc này đang nhấp phải nè. Giá bán của cả thế giới trị gia tăng là 300. Nợ ở đây chứ nhỉ? Đúng chứ nhỉ? Có này. Đây phải là nợ chứ nhỉ? Đây thì mình làm lại luôn này. Xuất kho thành phẩm. Xuất kho về đây là phải là có giảm này. Doanh thu về 300 này. Tiền nợ H10. Sáu ba hai. Đó.
31. Ba 30 về là 165. Đó, 165. 333. Ok rồi đấy. Để mình sửa lại nào. 155 có chính xác. 511 có chính xác. 112 nợ chính xác. 632 nợ. 131 nợ. Ba 33 có. Ok. Chính xác rồi đấy. Ba 331 có. 331 có. Một 152 nợ. 133 nợ. 133. 641 nợ. 641 rồi. 642 nợ.
341 nợ. Một một hai nợ. Ba năm hai có. Sáu sáu khách hàng 111 nợ. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nhé.